Hôm nay mình làm cái clip ngắn này để gửi đến khán giả cũng như là cảm ơn cái tình cảm của anh Việt Ve, anh Quang Lùn cũng như anh Nguyễn Tuấn Hải đã dành tình cảm đón mình cũng như là bạn bè và con cháu của mình lên đó để các anh cư xử đúng chất đậm chất của người Hà Nội, đúng dân bộ đội tầm cao ngày xưa các bạn ạ. Thì nói chung qua đây clip ngắn này em hôm nay em mới làm em gửi tới anh Việt Ve cũng như anh Hải và anh Quang Lồn cái tình cảm của các anh dành cho em cũng như bạn bè và con cháu và em út của em lên chơi với các anh nhé. Từ các anh cư xử rồi các anh cái tình cảm các anh dành cho tụi em như vậy, em nói thật sự với mọi người là em về em rất chi là hãnh diện với những người bạn hay những người anh em của em hay bạn bè con cháu của em, vì là cái tình cảm của các anh dành cho bọn em nó chân thật quá, nó để cho em được cái mát mặt với anh em bạn bè của em. Thì em vô đây cũng được mấy ngày rồi, hôm nay em mới rảnh em làm một cái clip ngắn em gửi đến những lời cảm ơn đến chỗ anh, thứ nhất là anh Việt Ve và anh Quang Lùn cũng như anh Hải. Đấy thì qua đây cho em cảm ơn các anh một lần nữa, em thay mặt anh em bạn bè em cũng như con cháu em xin chân thành cảm ơn cái tình cảm các anh dành cho tụi em. Rồi có dịp anh các anh vào Sài Gòn thì alo em, còn em ra ngoài Bắc em đi với bạn bè em lên em sẽ đến thăm các anh và gia đình. Vì em cũng chẳng biết nói gì hơn ấy, thì em thành thật em cảm ơn anh Quang Lùn, anh Việt Ve. Anh Quang Lùn này các bạn biết người ngày xưa mà tôi mới lên trại Ba Sao là tôi là người uống nước với anh và anh Tùng Ngân, anh là em trai của anh Việt Ve. Anh Việt Ve thì là mình đã làm clip với anh rồi đấy các bạn, là giám đốc Hỏa Lò đó. Mình đã nói là người Hà Nội xưng anh ngày xưa là giám đốc Hỏa Lò đấy, nhưng bây giờ thì anh ấy là một doanh nhân thành đạt rồi nha các bạn. Anh Việt Ve là cũng là bạn thân của anh Hải và đã từng là người chung vụ với anh Hải và ôm xô cho anh Hải một mình đấy, một người cũng thường ngang dọc của đất Hà Nội mà bây giờ anh cũng anh Hải là rửa tay gác kiếm thành một con người dân lao động bình thường. Nói chung là các anh làm ăn là công việc của các anh là tiền sạch. Nói chung là anh là ngoài bên công trình xây dựng, anh Việt thì anh ok lắm rồi.